Diễn viên hàng đầu Nhật Bản kết hôn lần 3 ở tuổi 64. Ken Watanabe thông báo ông đã tái hôn với bạn gái kém 21 tuổi sau 10 năm gắn bó. Ngày 30 tháng 6, Yahoo Japan đưa tin nam diễn viên Ken Watanabe thông báo tái hôn. Ông cho biết đã hoàn tất đăng ký kết hôn với bạn gái kém 21 tuổi. Mối quan hệ của Ken Watanabe và người vợ thứ ba từng bị dư luận chỉ trích. Họ qua lại từ năm 2013. Thời điểm này, Ken Watanabe vẫn là chồng của Minami Kaho. Không những vậy, vợ của sao nam lúc ấy còn chạy chữa bệnh ung thư vú. Thay vì đồng hành cùng vợ, Ken Watanabe quyết định ly hôn để ở bên nhân tình. Mãi đến năm 2019, các con của Ken Watanabe mới chấp nhận mối quan hệ mới của cha. Vì phản ứng tiêu cực của dư luận, đến nay, nam diễn viên vẫn chưa công khai hình ảnh của vợ mới. Ken Watanabe sinh năm 1959, là sao nam nổi tiếng Nhật Bản. Tài tử từng được đề cử giải Oscar ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn lãnh chúa trong Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng. Ngoài ra, Watanabe đã hai lần nhận giải nam diễn viên xuất sắc Nhật Bản do Viện Hàn Lâm công bố trong năm 2007-2010. Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi Ken Watanabe còn có Bom tấn Batman Begins Inception, đóng cùng Leonardo DiCaprio, Hồi ức một cây xa, Godzilla, Tokyo Vice, Godzilla vs. Kong. Cuộc hôn nhân đầu của ông với Watanabe Rumiko kết thúc vào năm 2005. Sau đó, ông tái hôn với Minami Kaho. Nam diễn viên ly hôn người vợ thứ hai vào năm 2017, ngay sau khi bị tung chứng cứ ngoại tình.